Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, sau đây thì em được sự phân công của ban tổ chức, em xin phép trình bày bài đặt stent khí quản trong điều trị suy hẹp khí quản. Thì về đại cương thì hẹp khí quản là một trong những tình trạng bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp trung tâm, bao gồm khí quản, phế quản gốc hai bên do các tổn thương cấu trúc và chức năng. Và hẹp khí phế quản thì là hậu quả của nhiều nguyên nhân gây nên, có triệu chứng không đặc hiệu. Các nguyên nhân thì bao gồm nguyên nhân lành tính và nguyên nhân ác tính. Thì trong số nguyên nhân lành tính thì nhiều nhất là các sẹo hẹp khí quản sau đặt ống nội khí quản và sau mở khí quản. Và tình trạng hẹp khí quản này thường được chẩn đoán nhầm với các bệnh lý hô hấp như là hẹp khí quản hoặc SUPD nếu tình trạng bệnh kéo dài. Thì về cơ chế, bệnh nhân trên nền có đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản thì tại các vị trí mà khớp của mở khí quản hoặc là khớp của nội khí quản tiếp xúc vào cái thành đường thở nó sẽ gây nên cái tình trạng mà thiếu máu của cái niêm mạc, và vì thiếu máu niêm mạc đấy dẫn đến tình trạng hoại tử và quá trình viêm. Thì khi mà áp lực khớp nó quá cao, thông thường áp lực khớp mà để đảm bảo bảo vệ được đường thở thì áp lực khớp thường khoảng 20 đến 30 mm thủy ngân. Nhưng mà nếu chúng ta bơm khớp với áp lực cao quá thì sẽ làm cho thiếu máu toàn bộ cái vùng mà niêm mạc của khí quản tiếp xúc với khớp đó và sẽ lên tình trạng thiếu máu, nó đáp ứng quá trình viêm và sẽ lên tình trạng hẹp khí quản sau khi mà rút cái nội khí quản đấy ra. Bên cạnh đó thì đầu của cái nội khí quản có thể tiếp xúc với cái thành của khí quản và nó gây nên cái tạo nên cái phản ứng là gây phản ứng viêm, tạo trục hạt và sẽ gây nên hẹp khí quản. Ở những bệnh nhân mà mở khí quản thì ngoài vấn đề mà tiếp xúc cái phần mà tiếp xúc của khớp với khí quản ấy, thì còn phần nữa là cái phần mà cái lỗ mở khí quản này thì tại mặt lưng hoặc mặt bụng mặt trước của cái canulin mở khí quản thì thường hay mọc các cái tổ chức hạt, và vì các tổ chức hạt này mọc nó sẽ chiếm cái đường thở gây nên tình trạng hẹp đường thở. Và những bệnh nhân mà có mọc tổ chức hạt này thì khi mà người ta rút cái mở khí quản này tương đối khó khăn, và thường rút xong thì bệnh nhân lại tái phát các triệu chứng là khò khè thở rít và lại phải đặt lại mở khí quản. Về phân loại hẹp khí quản thì người ta có thể phân loại dựa theo mức độ hẹp. Thì có nhiều cái phân loại đánh giá cái mức độ hẹp như thế này. Thông thường người ta sẽ dùng cái phân loại của Cô Thông với 4 độ. Độ 1 là dưới hẹp dưới 50% diện tích của khí quản. Độ 2 là từ 51 đến 70. Độ 3 từ 71 đến 99. Và độ 4 là tắc hoàn toàn khí quản. Về vị trí và mức độ hẹp thì theo tạp chí hô hấp châu Âu thì người ta có đưa ra một cái sơ đồ liên quan đến đánh giá mức độ hẹp cũng như vị trí hẹp khí quản. Thì vị trí hẹp khí quản có thể ở 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới của khí quản, với các mức độ hẹp đánh giá là không hẹp, hẹp 25% là độ 1, hẹp 50% là độ 2, độ 3 là từ 50 đến 75%, độ 4 là từ 75 đến 90% và độ 5 là trên 90%. Thì người ta sẽ đánh giá vị trí hẹp trên cái phim color vi tính cũng như là trên nội soi khí quản. Về tính chất của hẹp khí quản thì thông thường những trường hợp mà sẹo hẹp khí quản sau mở khí quản hoặc đầu nội khí quản thì thường gặp hai dạng chính. Một là thường hẹp đơn giản, tức là chỉ hẹp niêm mạc đường thở thôi, với kiểu là dạng màng, kiểu đồng hồ cát và đoạn ngắn dưới 1 cm và không có tổn thương sụn. Thì trong những trường hợp hẹp dạng màng này can thiệp tương đối là đơn giản, người ta có thể chỉ dùng đốt điện đông, laser hoặc là nong khí quản là có thể khỏi được và tỷ lệ tái phát rất là thấp. Nhưng trong trường hợp khác thì trường hợp hẹp khí quản phức tạp thì bao gồm có tổn thương xâm lấn thành khí quản đoạn hẹp thì dài trên 1 cm, có tổn thương hỗn hợp lồi vào trong kết hợp với sự đẩy ép và có kèm theo nhiễm trùng khí quản. Thì trong trường hợp hẹp phức tạp như thế này thì các biện pháp như là đốt điện đông, nong bóng thì nó có hiệu quả nhưng mà thường tái phát rất là nhanh, và trong trường hợp này thường phải chỉ định đặt stent khí quản hoặc là phẫu thuật cắt cái đoạn hẹp đó đi. Việc chẩn đoán sẹo hẹp khí quản thì sẽ dựa chính vào tiền sử triệu chứng lâm sàng cũng như các xét nghiệm cận lâm sàng. Về mặt tiền sử thì bao gồm có tiền sử đặt ống nội khí quản kéo dài đây là trên 7 ngày, ở đây là người ta định nghĩa là trên 7 ngày là có nguy cơ hẹp khí quản do đặt ống. Thứ hai thì bệnh nhân có tiền sử đặt ống nội khí quản nhiều lần. Thứ ba là bệnh nhân có tiền sử mở khí quản hoặc đang mở khí quản. Xuất hiện các triệu chứng khò khè thở rít thì chúng ta cũng nên quan tâm xem bệnh nhân này có liệu có bị hẹp khí quản hay không. Rồi những bệnh nhân mà lao phổi, lao nội khí quản thì thường dẫn tới cái tình trạng là hẹp các cái phế quản gốc hai bên hoặc phế quản thùy hoặc phân thùy. Thì trong trường hợp mà lao nội khí quản thì hẹp khí quản do lao nội khí quản thì thường triệu chứng nó tiến triển từ từ và bệnh nhân phát hiện một cách tình cờ, và khi phát hiện ra thì mức độ hẹp rất là nhiều rồi và phổi thường đã xẹp hết rồi, cũng không can thiệp gì được. Rồi những bệnh nhân trên nền có tiền sử phẫu thuật của khí quản do chấn thương các nội khí quản tạo hình khí quản, hoặc những bệnh nhân có tiền sử ghép phổi thì cũng hay gặp cái tình trạng hẹp khí quản. Nhưng mà triệu chứng lâm sàng thì nó tùy thuộc vào cái mức độ hẹp cũng như là vị trí của cái đoạn bị hẹp.
Thì những bệnh nhân mà hẹp khí quản thì thường có triệu chứng là khó thở, và khó thở đây có thể khi gắng sức. Rồi có triệu chứng thở rít và khó khè khi mà cái diện tích của cái lỗ hẹp nó có trên khoảng 75% thì người ta mới xuất hiện các triệu chứng đó. Và bệnh nhân có thể tăng tiết đờm rãi trong trường hợp mà nó có mở khí quản. Về mặt cận lâm sàng thì có một số phương tiện có thể chẩn đoán được hẹp khí quản. Hẹp khí quản là chúng ta có thể cho bệnh nhân chụp các lớp vi tính lồng ngực có dựng hình cây khí phế quản thì sẽ giúp đánh giá được là độ dài cũng như là mức độ hẹp của khí quản. Rồi trong hợp chúng ta có thể kết hợp với nội soi phế quản nào cũng như nội soi phế quản ống mềm. Nội soi phế quản ống mềm thì giúp chúng ta khẳng định luôn là bệnh nhân này có hẹp hay không, thứ hai là hẹp như thế nào, mức độ hẹp như thế nào, và sẽ định hướng được cái hướng can thiệp tiếp theo. Và bệnh nhân chúng ta sẽ đo một cái chức năng hô hấp nữa để đánh giá xem bệnh nhân có tình trạng hẹp khí quản hay không. Và nếu mà có hẹp thì thông thường là chúng ta sẽ nhìn thấy cái đồ thị tắc nghẽn đường thở trung tâm trên cái đồ thị lưu lượng thể tích. Ở những bệnh nhân nam, chúng tôi từng gặp trường hợp bệnh nhân nam giới rất là trẻ tuổi, khoảng 23 24 tuổi thôi, nhưng mà khi đo chức năng hô hấp thì đã có tình trạng rối loạn không khí tắc nghẽn và nó chắc là phế quản thiếu âm tính. Nhưng mà quan sát lại cái đồ thị thì lại thấy là đấy là một trường hợp tắc nghẽn phế quản trung tâm, và khi chụp phim lên thì có tình trạng là hẹp khí quản. Về mặt điều trị hẹp khí quản thì có rất nhiều các biện pháp mà có thể chúng ta điều trị được, bao gồm có triệt để nhất là có thể dùng phẫu thuật, rồi chúng ta có thể dùng nội soi can thiệp. Nội soi can thiệp có thể tiến hành qua nội soi phế quản ống cứng hoặc ống mềm với các biện pháp là chúng ta nong đường thở cơ học kết hợp với đặt stent khí quản, nong đường thở cơ học kết hợp với điện đông hoặc laser, nong đường thở cơ học kết hợp với điện đông laser và đặt stent khí quản. Thì trên đây là có một cái sơ đồ miêu tả sơ bộ về cái biện pháp điều trị. Thì với những bệnh khi mà chúng ta nội soi phế quản, chúng ta đánh giá được bệnh nhân này có hẹp đơn giản đây tức là chỉ hẹp dạng màng thôi, thì chúng ta có thể là nong, tức là chúng ta có thể dùng điện đông, chúng ta có thể dùng laser, chúng ta cắt cái màng đó tại một vị trí và sau đó sẽ nong cơ học và chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân. Nếu mà tình trạng bệnh nhân ổn định thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp, mà nếu mà lần một chúng ta làm, lần hai tái phát chúng ta làm lại mà tái phát lần thứ ba thì chúng ta có thể đặt stent khí quản cho bệnh nhân hoặc là chúng ta có thể chuyển bệnh nhân đi mổ. Còn trong những trường hợp mà hẹp khí quản phức tạp thì nếu bệnh nhân mà tình trạng là không thể phẫu thuật được do nhiều cái lý do thì một trong biện pháp mà lựa chọn đấy là đặt stent khí quản. Thì trên đây là một số cái hình ảnh về chúng ta đốt điện đông cao tần. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái hẹp, đúng ạ? Thì chúng ta có thể dùng điện đông cao tần và sẽ đốt ở hai vị trí góc 10 giờ cũng như là góc 2 giờ để cho nó làm rộng cái đường thở. Và sau khi mà đốt xong thì có thể tiến hành nong cái đoạn hẹp đó. Thì nong đoạn hẹp này có thể chúng ta sẽ dùng đơn giản nhất là chúng ta ví dụ chúng ta can thiệp qua nội soi phế quản ống cứng ấy, thì chúng dùng chính cái lưỡi của cái ống cứng đấy chúng ta nong và chúng ta sẽ tăng dần cái cỡ của cái ống cứng đó lên. Ví dụ chúng ta nong từ ống số 7, số 8, số 9, số 11 và số 14. Thì khi mỗi một lần chúng ta thay cái cỡ ống ấy, thì cái đường thở nó sẽ được rộng ra, đúng không ạ? Cái thứ hai là nếu chúng ta không dùng ống cứng chúng ta nong thì chúng ta có thể dùng biện pháp khác là chúng ta có thể dùng bóng nong. Bóng đây thì bóng được thiết kế để nong trong lòng của khí quản với áp lực khớp thông thường từ dao động từ khoảng 3 atmosphere trở lên và cái đường kính bóng trung bình là khoảng 10 mm và đường kính bóng mà to hơn thì có thể đến khoảng 15 mm. Thì trong trường hợp này chúng ta sau khi chúng ta đốt điện đông chúng ta cắt các cái màng hẹp đi rồi thì chúng ta sẽ đưa bóng vào, chúng ta sẽ bơm bóng lên ạ. Mà khi bơm bóng lên thì bóng nó sẽ nở ra mà sẽ làm chúng ta đường thở chúng ta rộng ra. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể tiến hành đặt stent khí quản vào trong cái phủ qua các đoạn hẹp đấy để đảm bảo đường thở nó luôn mở. Thì chỉ định đặt stent khí quản là trong trường hợp hẹp khí quản mà có nguy cơ tái phát cao, trường hợp hẹp khí quản sau nong phẫu thuật khí quản, bệnh nhân hẹp khí quản sau ghép phổi, hoặc những bệnh nhân mà không thể phẫu thuật được hoặc có cái nguy cơ rất cao khi mà phẫu thuật. Thì về mặt lựa chọn stent thì chúng ta có rất nhiều các loại stent khí quản để chúng ta có thể lựa chọn, đúng không ạ? Chúng ta có thể lựa chọn các stent dạng silicone hoặc là gì ạ? Hoặc là các stent kim loại. Nhưng về mặt khuyến cáo thì với những trường hợp mà sẹo hẹp khí quản thì người ta khuyến cáo là nên đặt các cái stent silicone với lý do là đặt vào dễ và rút ra cũng dễ. Còn trong các trường hợp mà stent kim loại, đặc biệt là stent mà không có phủ thì trong cái trường hợp này đặt vào được nhưng mà rút ra rất là khó và sẽ kèm theo rất nhiều nguy cơ tai biến của rút ra. Ví dụ như là rách stent hoặc là tổn thương niêm mạc của khí quản. Mà người ta khuyến cáo là không nên lựa chọn stent kim loại. Về mặt cách thức tiến hành thì chúng ta sẽ
có nhiều bước đúng không ạ? Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành một cuộc can thiệp rồi, có thể qua nội soi phế quản ống cứng hoặc ống mềm. Thì đây là các bước can tiến hành qua đặt stent silicone qua nội soi phế quản ống cứng. Là chúng ta sẽ đặt ống cứng, sau đó chúng ta sẽ khai thông đường thở bằng điện đông cao tần chúng ta, hoặc chúng ta nong cái đoạn hẹp đó ra, rồi chúng ta chuẩn bị cái stent, nạp stent và đẩy stent qua cái ống cứng đó để vào đoạn hẹp. Và sau khi mà chúng ta đẩy stent qua rồi thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại stent và sẽ kiểm tra lại bằng soi phế quản ống mềm. Thì trên đây là một loạt các cái hình ảnh mà các bước đặt stent. Ví dụ đầu tiên chúng ta soi đúng không ạ? Chúng ta thấy là có hẹp. Xe hẹp khí quản ở đâu? Ở đây đúng không ạ? Thì người ta đã dùng điện đông cao tần, người ta đốt góc 2 giờ. Và sau đó thì nong để cái đường thở này nó rộng ra. Sau đó thì sẽ là đặt cái stent silicone vào trong lòng của khí quản, dùng kìm để chỉnh lại stent. Đúng không ạ? Và sau đấy thì người ta sẽ quan sát lại xem stent này là đúng vị trí hay chưa, đã nở tốt hay chưa. Vấn đề tiếp theo là sau khi chúng ta đặt stent khí quản xong rồi thì chúng ta sẽ phải chăm sóc đặt stent này. Thì một vấn đề của stent khí quản là nó sẽ làm cho bệnh nhân sẽ cảm thấy, một là tương đối là khó chịu vì kích thích ho tương đối nhiều. Cái thứ hai là cái stent nó phủ qua một đoạn niêm mạc của khí quản, cho nên là cái vấn đề lưu thông dịch tiết qua cái đoạn đó thì tương đối khó. Cho nên là những bệnh nhân này thường hay bị cái nguy cơ mà nhiễm trùng và ho rất là nhiều. Thế thì về mặt dự phòng chúng ta có thể cho khí dung nung muối để cho cái dịch tiết nó loãng ra, bệnh nhân ho khạc nó dễ hơn, nó giảm bớt giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. Cái thứ hai là chúng ta dùng thuốc lỏng đờm, chúng ta có thể dùng kháng sinh dự phòng, chúng ta vũ dung để bệnh nhân khạc đờm dễ hơn, và chúng ta có thể so phế quản để hút đờm định kỳ, rửa stent và phát hiện các cái biến chứng để chúng ta có thể xử lý kịp thời. Một số tai biến của đặt stent khí quản đấy là gặp mà di lệch stent. Di lệch này thường gặp khi mà cái stent của chúng ta kích thước nó nhỏ. Và khi mà kích thước nhỏ thế thì khi bệnh nhân mà ho mạnh thì stent có thể đi lên hoặc là đi xuống. Có những bệnh nhân là đặt stent xong người ta ho ra cả cái stent đó. Rồi tai biến nữa là khi mà chúng ta đặt stent vào chúng ta lại cái stent nó không nở được. Lý do có thể cái stent đấy nó to quá so với cái đoạn hẹp. Thì trong hợp này có thể gây nên cái biến chứng là suy hấp, và chúng ta phải rút ra và phải thay bằng một cái stent cỡ nhỏ hơn. Rồi tổ chức hạt có thể phát triển ở đầu trên và đầu dưới stent và gây tắc cái stent đó, là bệnh nhân lại tái phát lại các triệu chứng về khó thở. Rồi có thể thủng đường thở, rách đường thở khi mà chúng ta nong một đường kính của cái stent nó to quá, có thể gây rách đường thở. Những bệnh nhân có đặt stent kim loại có thể gây gãy cái phần kim loại trong stent, rồi biến chứng về nhiễm trùng và các biến chứng khác do gây mê do ống nội quản ống cứng á. Ví dụ trên đây là hình ảnh là một số các cái đờm dịch tiết nó bám vào trong các cái thành của cái stent, cũng như là ở thành trong cũng như là thành ngoài cái chỗ mà nó tiếp xúc giữa stent cũng như là của khí phế quản. Thì trong những hợp này chúng ta cần phải nội soi phế quản chúng ta mới thấy được, và chúng ta mới làm sạch cái đầm dịch tiết này được. Rồi trên hình ảnh đây là các cái tổ chức hạt nó mọc ở ngay phía đầu trên của stent, tổ chức hạt đúng không ạ, nó mọc ngay trên này. Thì khi tổ chức hạt này phát triển quá to nó sẽ làm cho nó bịt cái stent này lại, bệnh nhân có thể tái phát các triệu chứng về khó thở. Và một vấn đề nữa là sau khi mà chúng ta đặt stent xong thì bệnh nhân có thể ra viện được. Chúng ta sẽ phải theo dõi các triệu chứng như triệu chứng khó thở, các cái tiếng thở rít, tình trạng ho như tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. Sau đây thì em xin giới thiệu một cái ca lâm sàng về đặt stent khí quản điều trị sỏi hẹp. Thế thì bệnh nhân này, bệnh nhân nữ 28 tuổi, tiền sử rất là đặc biệt là bệnh nhân này có một cái thông liên nhĩ, nhưng phát hiện đã muộn và người ta vẫn quyết tâm là người ta đặt một cái bít dù để điều trị cái thông liên nhĩ đó và gây nên. Và sau khi biết dù xong thì bệnh nhân có cái tình trạng là có áp lực mạch phổi tăng rất cao. Như khi mà bệnh nhân đến với chúng em thì áp lực mạch phổi của bệnh nhân đo thì nó tầm khoảng 134mm thủy ngân cơ. Và bệnh nhân này thì cách đây khoảng 1 năm ấy thì bệnh nhân có cái triệu chứng là vào viện vì một cái đợt cấp của tăng áp lực mạch phổi có suy hấp và phải đặt ống nội quản. Thời gian là ống nội quản khoảng 11 ngày. Bệnh nhân điều trị nằm tại viện khoảng 3-4 tuần đó thì ra viện. Và sau khi ra viện khoảng 2 tháng này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng là khò khè cũng như là thở rít. Và bệnh nhân đi khám thì phát hiện ra cái tình trạng hẹp khí quản. Thì trên cái phim chụp SCT lồng ngực thì có cái ngành hẹp khí quản đoạn dưới thanh môn, và nó diện tích nó chiếm khoảng 70, cứ gây hẹp khoảng 77% cái diện tích của khí quản, cũng như là kèm theo đó thì có biểu hiện là giãn các buồng tim cũng như giãn các mạch máu ở trong phổi và trung thất. Thì với trường hợp mà bệnh nhân mà có cái áp lực động mạch phổi nó tăng quá cao như thế này thì nguy cơ của bệnh nhân đột tử rất là cao, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này thì chúng em nó phải hội chẩn rất là nhiều các chuyên khoa để quyết định là xem bệnh nhân này có làm được gì hay không. Mình với tình trạng áp lực mạch phổi tăng cao thế này thì nếu mà mình không làm gì thì bệnh nhân cũng có thể đột tử rồi, mà nếu mà làm thì người ta có thể tử vong ngay trong quá trình mình làm cơ.
Thế thì sau quá trình hội chẩn thì chúng em quyết định là phải tiến hành cuộc nội soi phế quản, và trong đầu tiên là tiến hành cuộc soi phế quản thông thường để đánh giá xem bệnh nhân này có hẹp khí quản hay không. Thì với cái buổi soi phế quản đầu tiên thì đây chúng ta có bệnh nhân này có hẹp khí quản, nhưng mà hẹp khí quản này là hẹp dạng phức tạp. Bởi vì sao? Vì phía trên thì là dạng màng, đúng không ạ? Phía trên chúng ta có một cái dạng màng, ở phía dưới đây thì nó mọc tổ chức hạt như là một cái màng nữa ở phía dưới, và cái đoạn giữa này thì là các cái vòng xơ nó hiện lên, đúng không ạ? Và cái chiều dài đoạn hẹp này ước tính nó cũng phải khoảng hơn 2 cm. Thế thì trong trường hợp này thì cân nhắc cái hướng điều trị tiếp theo thì là vấn đề cực kỳ khó, bởi vì với tình trạng áp lực tim mạch nó nặng nề như thế thì nếu chúng ta không làm gì bệnh nhân cũng có nguy cơ tử vong, mà chúng ta làm thì bệnh nhân cũng có nguy cơ tử vong trên bàn. Thế thì đứng trước trường hợp này thì sau khi hội chẩn xong thì chúng em đã quyết định là đầu tiên là sẽ làm cơ bản thôi, tức là sẽ đốt điện đông để giải phóng cái màng hẹp cũng như lấy tổ chức hạt và tiến hành nong bóng. Thì ở đây chúng em sẽ đã đốt đốt điện đông ở cái vị trí góc 2 giờ và sau đấy tiến hành là nong bóng để giải phóng cái để làm cái đường thở nó rộng ra. Và sau khi mà nong bóng cũng như đốt điện đông xong thì cái ống soi chúng em nó đi qua được cái đoạn hẹp đó, trong khi trước đó là ống soi không thể nào qua được. Thì sau sau cái cuộc nội soi can thiệp đầu tiên thì triệu chứng bệnh nhân cải thiện khá là tốt, bệnh nhân cái tiếng rít thì nghe thấy hẳn tiếng rít và sau đấy bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên là 3 tháng sau thì các triệu chứng mà khó thở cũng như thở rít bệnh nhân nó lại quay lại và bệnh nhân lại quay lại viện. Và lần này thì áp lực mạch phổi của bệnh nhân thì nó vẫn còn cao, mặc dù bệnh nhân đã điều trị các thuốc điều trị tăng áp lực mạch phổi tối đa rồi, thì áp lực mạch phổi lần thứ hai đo lại nó khoảng 157 cơ. Thì trong trường hợp này thì bệnh nhân đã được tiến hành một cuộc nội soi phế quản can thiệp. Và ở đây thì trước khi mà can thiệp thì bọn em đặt cái nội quản ống cứng và thấy là cái đoạn hẹp thì nó hẹp hơn lần trước, chứng tỏ là gì ạ? Màu tái phát rất là nhanh. Tuy nhiên tổ chức hạt thì không có. Và sau đấy chúng em đã tiến hành là lại quy trình lại là đốt điện đông, sau đấy là nong và đặt một cái stent trong trong lòng của cái khí quản phủ qua cái đoạn hẹp. Thì đây là lúc đầu đấy, đây là cái đoạn mà chúng em là push stent, tức chúng em đẩy stent vào trong lòng khí quản. Tuy nhiên cái lần đầu tiên đẩy stent vào trong lòng khí quản thì nó có vấn đề là cái stent nó đi hơi sâu, nó lại vượt quá cái đoạn hẹp. Và sau đó chúng em nó phải dùng kìm để kéo cái stent lên để chỉnh nó về đúng vị trí. Và sau đó chúng em phải dùng bóng để nong cái stent để cái stent nó nở rất là tốt. Và kết quả sau khi mà đặt stent xong ấy thì soi lại thì thấy là cái stent nó nằm đúng vị trí, nó phủ qua đoạn hẹp và cái lòng của khí quản thì nó thông thoáng. Bệnh nhân thì được tái khám lại sau 3 tháng thì các triệu chứng khó thở thì về tiếng khó thở do cái hẹp khí quản này hầu như không có, vì không nghe thấy tiếng khò khè cũng như không nghe thấy tiếng thở rít. Đương nhiên là bệnh nhân vẫn có cái triệu chứng khó thở của cái tình bệnh lý tim mạch của người ta. Và cái phim MSCT chụp lại thì thấy stent khí quản thì nó tương đối đúng vị trí, còn cái vùng phía dưới của phổi thì không thấy dấu hiệu viêm nhiễm đâu cả. Thì cây lâm sàng này thì cái ca bệnh nhân này thì em vẫn đang theo dõi và hiện tại người ta đặt stent đến bây giờ tầm khoảng 6 tháng rồi. Và cũng người ta mới khám lại một lần cách đây khoảng 2 tháng thì triệu chứng vẫn ổn. Thì sau bài này thì em đưa ra một kết luận là xẹo khí quản là một tình trạng bệnh lý nguy hiểm và có thể gây 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 tử vong nếu chúng ta không phát hiện và chẩn đoán điều trị kịp thời, và đặt stent khí quản là một trong những biện pháp điều trị có hiệu quả và nên cân nhắc trong nhiều trường hợp. Em xin hết ạ.